Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Chiến đội thế giới chi siêu cấp đai lưng xuyên qua siêu cấp chiến đội thế giới, đạt được thần cấp đai lưng hệ thống, bắt đầu thú điện chiến đội cường long giả thế giới. Lấy được các loại thể chiến sĩ, thẻ vũ khí, thẻ vật tư. Siêu cấp chiến đội thế giới, sinh ra một vị nối liền thế giới tuyệt thế cường giả. Mạng tiểu thuyết phi lưu nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp chớ bắt trước chương một siêu cấp đai lưng hệ thống bạn đang nghe tại truyện chấm audio chiến đội thế giới chi siêu cấp thắt lưng chương một quái quái vật chạy mau chạy mau a à. trong một tòa thành thị mọi người hoảng sợ hoảng loạn chạy tứ tán quái nhân màu trắng không biết xuất hiện từ đâu đang tùy ý hoành hành trong thành phố bức hiếp nhân loại đậu má nơi này là thế giới của cường long giả chiến đội thú điện sao? Một gã nam tử trẻ tuổi đẹp trai, nhìn những quái nhân kia kinh ngạc mắng chửi nói. Nam tử tên là Hoàng Phủ Dạ, vốn là thanh niên thế kỷ 21. 18 tuổi, vừa thi tốt nghiệp trung học xong. Anh hưởng thụ kỳ nghỉ tốt đẹp, bình thường liền rèn luyện, xem kịch, xem tiểu thuyết. Này không, tại xem tiểu thuyết bình luận lúc có một cái hồi âm là có thể ngẫu nhiên được chọn làm người xuyên việc bình luận hắn tiện tay như vậy thoáng một phát hồi phục cái một sau đó sau đó hắn liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong tòa thành thị này những quái nhân này hắn từng thấy trong phim chiến đội siêu cấp chiến đội thú điện cường long giả đều là một ít tạp binh năng lực tác chiến không mạnh lắm con mẹ nó xuyên qua này cũng quá tùy ý vừa xuyên qua đã thấy cảnh tượng như vậy hoàng phủ dạ còn có chút mơ hồ, lập tức còn chưa kịp phản ứng. Ngay khi hắn ngây người, bảy tám quái nhân vây quanh hắn. Bởi vì chạy chậm duyên cớ, tại chung quanh hắn đã không có những người khác, mà những quái nhân kia đã ngăn chặn hắn có thể chạy trốn lộ tuyến. Ốc Nhật Hoàng phủ già dạ lại mắng chửi, đỉnh đạt một câu. Ổn định tâm thần, nắm tay nắm chặt. Hắn cũng không phải quả hồng mềm, hắn đã từng luyện qua cách đấu và tán đả bởi vì thường xuyên có rèn luyện nguyên nhân, một thân gân thịt, cũng là cực kỳ có sức bật. Mấy quái nhân kêu gào lần lượt vọt về phía hoàng phủ dạ, mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng hoàng phủ dạ vẫn cố lấy dũng khí, nên đón những quái nhân kia. Ha ha! Một quái nhân ở gần, hoàng phủ dạ dùng hết toàn lực một quyền đánh vào mặt nó, trực tiếp đánh nó ngã xuống đất. Sảng khoái! Bọn quái dị này cũng làm từ thịt. Lúc trước đánh nhau, bởi vì đều là huấn luyện hoàng phủ dạ vẫn không buông lỏng tay chân nhưng bây giờ hoàng phủ dạ có một loại cảm giác giải phóng mẹ kiếp một kích thành công hoàng phủ dạ dũng khí tăng mạnh lấy một địch đánh nhiều phải kịch liệt nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người hai quyền khó địch lại bốn tay từ từ hoàng phủ dạ rơi vào hoàn cảnh xấu mẹ bán phê đánh không chết a à. Hoàng Phủ già dạ vừa ứng với công kích của quái nhân vừa chửi má nó. Còn tiếp tục đánh như vậy không phải là biện pháp a? À? Lực công kích nắm đấm của hắn có hạn, căn bản không giết được những quái nhân này. Những quái nhân này giống như không mệt cũng không đau, chính là không ngừng hướng hắn tấn công. Ngay khi hắn hết đường xoay sở, một đạo thân ảnh màu hồng nhạt từ bên cạnh hắn lóe ra gia nhập chiến cuộc cùng hắn tiến công những quái nhân này. Bột Cường Long. Thân ảnh màu hồng nhạt này đương nhiên Hoàng Phủ Dạ nhận ra. Chiến sĩ chiến đội siêu cấp màu hồng nhạt này chính là một trong những cường long giả của chiến đội thú điện. Cứu viện đến rồi. Hoàng Phủ Dạ hưng phấn cười. Siêu cấp đai lưng hệ thống thành công trói định ký chủ, phải chăng kích hoạt. Đột nhiên, trong đầu vang lên một thanh âm như vậy. Hệ thống. Hoàng Phủ Dạ hai mắt sáng ngời, trong lòng càng hưng phấn. Tiểu thuyết hắn đã xem không ít, đương nhiên biết hệ thống đại biểu cho cái gì kích hoạt hệ thống thành công kích hoạt chúc mừng ký chủ ký chủ đạt được siêu cấp đai lưng một cái đạt được hải tặc chiến đội hào khoái hồng chiến sĩ thẻ một tấm một cái đai lưng màu đỏ chợt xuất hiện bên hông hoàng phủ dạ đồng thời một tấm thẻ xuất hiện trong tay hắn đồ án trên tấm thẻ là chiến sĩ hào khoái đỏ hào khoái của chiến đội hải tặc cùng lúc đó một luồng ký ức tràn vào tâm trí cậu đó là cách sử dụng thẻ super bell và wario khóe miệng hoàng phủ dạ hơi nhếch lên sự tự tin cường đại khiến thân thể hắn rung lên ta có thể biến thân thẻ bài đối với một đám quái nhân ý bảo một chút lại xoay người cắm vào trong đai lưng hai tay lại đẩy biến thân hào khoái giả ánh sáng màu đỏ sáng lên một bộ quần áo màu đỏ cùng áo giáp trống rỗng trang bị trên người hoàng phủ dạ hào mau hồng. Lực lượng thật mạnh. Cảm nhận được sức mạnh của cơ thể, hoàng phủ dạ không kiềm chế được hưng phấn. Không nghĩ tới có thể có một ngày như vậy, hắn cư nhiên có thể biến thân thành siêu cấp chiến đội chiến sĩ. Tên kia, là ai? Phan Cường Long đang chiến đấu không khỏi nhìn hoàng phủ dạ thêm vài lần. Phương thức biến thân kia, cùng phương thức của nàng có chỗ không giống nhau. Hắn cũng là thành viên của chiến đội thú điện sao? Bùng. một quái nhân từ phía sau một quyền đánh vào lưng hoàng phủ dạ hoàng phủ dạ đứng tại chỗ ngay cả động cũng không nhúc nhích hoàn toàn không đau không ngứa a à. lão tử nô lệ xoay người đem ca hát hoàng phủ dạ quay người một quyền trực tiếp đem quái nhân kia đánh bay ra ngoài quái nhân kia đụng vào tường ngã sắp xuống đất sau đó ầm ầm nổ tung mạnh rốt cục có năng lực kết thúc vừa mới đánh thật mệt mỏi a à một kích đắc thủ hoàng phủ dạ bước nhanh hướng quái nhân khác vọt tới không bao lâu quái nhân tại hiện trường toàn bộ bị chém giết không còn chúc mừng ký chủ trận đầu chiến thắng đạt được thẻ vũ khí hào khoái mã đao đạt được vũ khí thẻ hào khoái súng lục đạt được thẻ vật tư hào khoái chiến hạm ba tấm thẻ chợt xuất hiện trong tay hoàng phủ dạ nhìn đồ án trên tấm thẻ trong lòng sau lại có một chữ sản khoái thoải mái a à? chương mục siêu cấp đai lưng hệ thống bạn đang nghe tại truyện chấm audio chiến đội thế giới chi siêu cấp thắt lưng chương một quái quái vật chạy mau chạy mau a à? trong một tòa thành thị mọi người hoảng sợ hoảng loạn chạy tứ tán quái nhân màu trắng không biết xuất hiện từ đâu đang tùy ý hoành hành trong thành phố ức hiếp nhân loại đậu má. Nơi này là thế giới của cường long giả chiến đội thú điện sao? Một gã nam tử trẻ tuổi đẹp trai, nhìn những quái nhân kia kinh ngạc mắng chửi nói. Nam tử tên là Hoàng Phủ Dạ, vốn là thanh niên thế kỷ 21. 18 tuổi, vừa thi tốt nghiệp trung học xong. Anh hưởng thụ kỳ nghỉ tốt đẹp, bình thường liền rèn luyện, xem kịch, xem tiểu thuyết. Này không, tại xem tiểu thuyết bình luận lúc có một cái hồi âm là có thể ngẫu nhiên được chọn làm người xuyên việc bình luận hắn tiện tay như vậy thoáng một phát hồi phục cái một sau đó sau đó hắn liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong tòa thành thị này những quái nhân này hắn từng thấy trong phim chiến đội siêu cấp chiến đội thú điện cường long giả đều là một ít tạp binh năng lực tác chiến không mạnh lắm con mẹ nó xuyên qua này cũng quá tùy ý vừa xuyên qua đã thấy cảnh tượng như vậy hoàng phủ dạ còn có chút mơ hồ, lập tức còn chưa kịp phản ứng. Ngay khi hắn ngay người, bảy tám quái nhân vây quanh hắn. Bởi vì chạy chậm duyên cớ, tại chung quanh hắn đã không có những người khác, mà những quái nhân kia đã ngăn chặn hắn có thể chạy trốn lộ tuyến. Ốc Nhật Hoàng phủ dạ lại mắng chửi, đỉnh đạt một câu. Ổn định tâm thần, nắm tay nắm chặt. Hắn cũng không phải quả hồng mềm, hắn đã từng luyện qua cách đấu và tán đả. Bởi vì thường xuyên có rèn luyện nguyên nhân, một thân gân thịt cũng là cực kỳ có sức bật. Mấy quái nhân kêu gào lần lượt vọt về phía hoàng phủ dạ, mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng hoàng phủ dạ vẫn cố lấy dũng khí, nghênh đón những quái nhân kia. Ha ha. Một quái nhân ở gần, hoàng phủ dạ dùng hết toàn lực một quyền đánh vào mặt nó, trực tiếp đánh nó ngã xuống đất. Sảng khoái. Bọn quái dị này cũng làm từ thịt. Lúc trước đánh nhau bởi vì đều là huấn luyện hoàng phủ dạ vẫn không buông lỏng tay chân nhưng bây giờ hoàng phủ dạ có một loại cảm giác giải phóng mẹ kiếp một kích thành công hoàng phủ dạ dũng khí tăng mạnh lấy một địch đánh nhiều phải kịch liệt nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người hai quyền khó địch lại bốn tay từ từ hoàng phủ dạ rơi vào hoàn cảnh xấu mẹ bán phê đánh không chết a à. Hoàng phủ Dạ vừa ứng với công kích của quái nhân vừa chửi má nó. Còn tiếp tục đánh như vậy không phải là biện pháp a? À. Lực công kích nắm đấm của hắn có hạn, căn bản không giết được những quái nhân này. Những quái nhân này giống như không mệt cũng không đau, chính là không ngừng hướng hắn tấn công. Ngay khi hắn hết đường xoay sở, một đạo thân ảnh màu hồng nhạt từ bên cạnh hắn lóe ra, gia nhập chiến cuộc, cùng hắn tiến công những quái nhân này. Bột Cường Long thân ảnh màu hồng nhạc này đương nhiên hoàng phủ dạ nhận ra chiến sĩ chiến đội siêu cấp màu hồng nhạc này chính là một trong những cường long giả của chiến đội thú điện cứu viện đến rồi hoàng phủ dạ hưng phấn cười siêu cấp đai lưng hệ thống thành công trói định ký chủ phải chăng kích hoạt đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm như vậy hệ thống hoàng phủ dạ hai mắt sáng ngời trong lòng càng hưng phấn tiểu thuyết hắn đã xem không ít đương nhiên biết hệ thống đại biểu cho cái gì kích hoạt hệ thống thành công kích hoạt chúc mừng ký chủ ký chủ đạt được siêu cấp đai lưng một cái đạt được hải tặc chiến đội hào khoái hồng chiến sĩ thẻ một tấm một cái đai lưng màu đỏ chợt xuất hiện bên hông hoàng phủ dạ đồng thời một tấm thẻ xuất hiện trong tay hắn đồ án trên tấm thẻ là chiến sĩ hào khoái đỏ hào khoái của chiến đội hải tặc cùng lúc đó một luồng ký ức tràn vào tâm trí cậu, đó là cách sử dụng thẻ Super Bell và Wario. Khóe miệng hoàng phủ dạ hơi nhếch lên, sự tự tin cường đại khiến thân thể hắn rung lên. Ta, có thể biến thân. Thẻ bài đối với một đám quái nhân ý bảo một chút, lại xoay người, cắm vào trong đai lưng, hai tay lại đẩy. Biến thân. Hào khoái giả. Ánh sáng màu đỏ sáng lên, một bộ quần áo màu đỏ cùng áo giáp trống rỗng trang bị trên người hoàng phủ dạ hào mau hồng lực lượng thật mạnh cảm nhận được sức mạnh của cơ thể hoàng phủ dạ không kiềm chế được hưng phấn không nghĩ tới có thể có một ngày như vậy hắn cương nhiên có thể biến thân thành siêu cấp chiến đội chiến sĩ tên kia là ai phan cường long đang chiến đấu không khỏi nhìn hoàng phủ dạ thêm vài lần phương thức biến thân kia cùng phương thức của nạn có chỗ không giống nhau hắn cũng là thành viên của chiến đội thú điện sao bùm một quái nhân từ phía sau một quyền đánh vào lưng hoàng phủ dạ hoàng phủ dạ đứng tại chỗ ngay cả động cũng không nhúc nhích hoàn toàn không đau không ngứa a à. lão tử nô lệ xoay người đem ca hát hoàng phủ dạ quay người một quyền trực tiếp đem quái nhân kia đánh bay ra ngoài quái nhân kia đụng vào tường ngã sắp xuống đất sau đó ầm ầm nổ tung mạnh. Rốt cục có năng lực kết thúc. Vừa mới đánh thật mệt mỏi a. À. Một kích đắc thủ, hoàng phủ dạ bước nhanh hướng quái nhân khác vọt tới, không bao lâu, quái nhân tại hiện trường toàn bộ bị chém giết không còn. Chúc mừng ký chủ trận đầu chiến thắng. Đạt được thẻ vũ khí. Hào khoái mã đao. Đạt được vũ khí thẻ. Hào khoái súng lục. Đạt được thẻ vật tư. Hào khoái chiến hạm ba tấm thẻ chợt xuất hiện trong tay hoàng phủ dạ nhìn đồ án trên tấm thẻ trong lòng sau lại có một chữ sản khoái thoải mái a à? đọc sách ba việc đọc sưu tầm thêm khen thưởng chương không hai xinh đẹp này đùi nhất định phải trước tiên ông lấy bạn đang nghe tại truyện chấm audio chiến đội thế giới siêu cấp thắt lưng chương hai chiến sĩ phấn cường long giải trừ biến thân đó là một mỹ nữ mặc quần đùi dáng người cực kỳ nóng bỏng hoàng phủ già dạ đương nhiên nhận ra mỹ nữ này ngải mễ kết nguyệt cũng là 18 tuổi còn là một thiên kim tiểu thư chật chật dáng người này chật chật khuôn mặt này đúng là một mỹ nhân phôi a à. hơn nữa phối hợp với cái quần nóng kia đối với nam tử huyết khí phương cương đó là bạo kích thị giác thỏa đáng không có một người đàn ông bình thường không thích thưởng thức mỹ nữ đương nhiên bao gồm cả hắn nếu xuyên qua đến thế giới này cái này ngại mễ kết nguyệt đương nhiên vẫn là muốn đuổi theo một lần nếu bị người khác gây họa thì thật đáng tiếc chỉ thấy ngại mễ kết nguyệt đi về phía hoàng phủ già dạ, vừa đi vừa hỏi xin hỏi anh là ân hừ hoàng phủ già dạ sững sờ tại chỗ lời cô nói anh một chữ cũng nghe không hiểu tuy rằng hắn thỉnh thoảng cũng xem một ít kịch nhật nhưng đối với ngôn ngữ này hắn thật sự là không hiểu a à câu nói duy nhất hắn biết chính là nhã điệp không cần a à. về phần những thứ khác tha thứ cho hắn thật sự nghe không hiểu tự động vì ký chủ xứng đôi ngôn ngữ bao hệ thống đúng lúc này hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên đại lượng ký ức lần nữa tràn vào trong đầu của hắn trong phút chốc hoàng phủ già cảm giác cả người thăng hoa chung quanh vốn hắn một cái cũng xem không hiểu văn tự hiện tại biến vừa xem hiểu ngay cha cha Bò phê Hoàng phủ dạ đang âm thầm mừng rỡ cùng ngay người, ngải mễ kết nguyệt đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, này, đang suy nghĩ gì vậy? Nghe được thanh âm ngải mễ kết nguyệt, hoàng phủ dạ phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, nói Không có gì, vừa vặn đang suy nghĩ một ít chuyện mà thôi, ta gọi là hoàng phủ dạ, không biết mỹ nữ gọi là gì? Tôi tên là ngải mễ kết nguyệt, cô cũng có thể gọi tôi là Ami, xin chỉ giáo nhiều xin chỉ giáo nhiều cái kia anh cũng là thành viên của chiến đội thú điện sao ngải mễ kết nguyệt hỏi không đợi hoàng phủ già dạ trả lời một trận gió lốc màu lam chợt xuất hiện bên cạnh bọn họ một người ưng màu trắng xuất hiện người này đầu giống như chim hoàng phủ già dạ cũng nhận ra hiền thần tác lâm người tổ chức và ủng hộ cường long giả chiến đội thú điện đến thật không đúng lúc anh còn muốn cùng ami tiến hành trao đổi sâu hơn nữa Thorin, sao cậu lại tới đây? Ngải Mễ kết nguyệt tò mò nhìn Thorin đột nhiên xuất hiện. Hiền thần Tác Lâm, nàng tự nhiên cũng nhận ra, nàng sở dĩ có thể biến thành phấn cường long, nguyên nhân lớn nhất chính là gặp hắn. Bởi vì ta giống như gặp đến từ khác thế giới dũng giả. Hiền thần Thorin nhìn Hoàng phủ giả, dạ, hỏi: "Lực lượng của ngươi, không thuộc về lực lượng của cường long giả, ngươi có được là lực lượng gì?" Vừa rồi Hoàng phủ giả dạ chiến đấu, hắn đều nhìn thấy. Hoàng phủ dạ cũng không có dấu giếm, hồi đáp. Ta vừa mới dùng, là lực lượng hào khoái của hải tặc chiến đội. Hiền thần Thorin lặp lại một câu, những chiến đội khác sao, thoạt nhìn, tự hồ không phải chuyện xấu, có một việc, không biết ngươi có rõ hay không. Chuyện gì? Địa cầu hiện tại, đang đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Ừ, nguy cơ ngươi muốn nói, là vong lĩnh quân đi. Nguy cơ mà hiền thần Tác Lâm nói, hoàng phủ dạ cũng đại khái rõ ràng, dù sao hắn cũng là người xem kịch. Đội quân tử thần là những kẻ xâm lược vũ trụ đã tuyệt chủng khủng long trước đây với ý định đưa trái đất trở lại thời kỳ băng hà và tiêu diệt tất cả các sinh vật trên trái đất. Bất quá hình như là bởi vì trái tim của thủ lĩnh vong lĩnh quân sau khi bị đóng băng ngủ say, đến giờ này, vong lĩnh quân lại muốn gây sự, hình như chính là chuyện như vậy. Hiền thần Thorin gật đầu, nói. Đúng vậy, xem ra ngươi biết a à, ta là hiền thần Thorin, ta đang tìm kiếm có thể cùng diệt sạch nhân loại ác ma nhóm chiến đấu cường long giả, vì chính là ứng đối lần này nguy cơ, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào, lực lượng của ngươi, có thể trợ giúp chúng ta đối phó những ác ma kia. Hiền thần Tác Lâm sở dĩ nói những lời này với Hoàng Phủ Dạ, là muốn kéo hắn nhập bọn. Vì ứng đối nguy cơ lần này, lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Được rồi. Hoàng Phủ Dạ cũng không cự tuyệt điều này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu cùng người của cường long giả hành động hình như cũng không tệ hiện tại lực lượng của hắn còn quá yếu ở thế giới này hiển nhiên là không đủ nhìn phải nghĩ biện pháp trở nên mạnh hơn mới được hoan nghênh ngươi về sau chúng ta chính là đồng bọn ngải mễ kết nguyệt cười vương tay về phía hoàng phủ dạ hoàng phủ dạ vui vẻ nắm lấy tốt lắm thực lực của chúng ta lại mạnh lên một phần ami chiếu cố tốt đồng bạn mới, tôi còn có việc, đi trước. Dứt lời, hiền thần tác lâm hóa thành gió lốc màu lam biến mất không thấy. Hiện trường, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trai đẹp gái đẹp, không khí hiện trường thoáng cái trở nên có chút mập mờ. Bất quá, bầu không khí này, hắn thích. Coi như Thorin kia coi như thức thời. Hoàng phủ dạ, cái tên này, không giống người nơi này a à, mễ kết nguyệt mở miệng trước. Ừm, bây giờ tôi đang đi du lịch thế giới một mình, vừa mới đến thành phố này, sau đó đã gặp cô. du lịch thế giới, du lịch cái quỷ, hắn là bị cưỡng ép xuyên qua tới. làm sao tới đây hắn cũng không biết. xui xẻo. anh và em hẳn là không kém nhau bao nhiêu, tuổi còn trẻ đã bắt đầu du lịch thế giới, cũng thật có dũng khí a. À. ngải mễ kết nguyệt khen ngợi. dũng khí là có dũng khí, cũng là thật, ta hiện tại không có tiền, cũng không có chỗ ở ngươi xem. Ngụ ý của Hoàng Phủ già dạ rất rõ ràng. Anh biết, Ngải Mễ Kết Nguyệt là một tiểu thư nhà giàu, rất có tiền. Cái này xinh đẹp đùi, nhất định phải ông lấy trước. Ngải Mễ Kết Nguyệt uyển chuyển cười, nói. Thật sự là vất vả cho anh rồi, nếu như anh không ngại, sau này anh cứ ở chỗ tôi đi, thế nào? Vậy thì quấy rầy. Lúc này, đương nhiên phải mặc dày lên. Cái gọi là da mặt không dày, năng lực không đủ muốn đem mùi, ngoại trừ thực lực cứng trắng của bản thân, da mặt cũng phải đủ dày mới được a. À? Chương 2, cái này mỹ lệ đùi, nhất định phải trước ông lấy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến đội thế giới siêu cấp thắt lưng chương 2 chiến sĩ phấn cường long giải trừ biến thân, đó là một mỹ nữ mặc quần đùi, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Hoàng phủ già dạ đương nhiên nhận ra mỹ nữ này. Ngải mễ kết nguyệt, cũng là 18 tuổi, còn là một thiên kim tiểu thư chật chật dáng người này chật chật khuôn mặt này đúng là một mỹ nhân phôi a à. hơn nữa phối hợp với cái quần nóng kia đối với nam tử huyết khí phương cương đó là bạo kích thị giác thỏa đáng không có một người đàn ông bình thường không thích thưởng thức mỹ nữ đương nhiên bao gồm cả hắn nếu xuyên qua đến thế giới này cái này ngại mễ kết nguyệt đương nhiên vẫn là muốn đuổi theo một lần nếu bị người khác gây họa thì thật đáng tiếc chỉ thấy ngải mễ kết nguyệt đi về phía hoàng phủ dạ, vừa đi vừa hỏi: "Xin hỏi anh là?" "Ân hừ." Hoàng phủ dạ sững sờ tại chỗ. Lời cô nói, anh một chữ cũng nghe không hiểu. Tuy rằng hắn thỉnh thoảng cũng xem một ít kịch nhật, nhưng đối với ngôn ngữ này, hắn thật sự là không hiểu a. À? Câu nói duy nhất hắn biết chính là: "Nhã điệp, không cần a." À. Về phần những thứ khác, tha thứ cho hắn thật sự nghe không hiểu tự động vì ký chủ xứng đôi ngôn ngữ bao hệ thống đúng lúc này hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên đại lượng ký ức lần nữa tràn vào trong đầu của hắn trong phút chốc hoàng phủ già dạ cảm giác cả người thăng hoa chung quanh vốn hắn một cái cũng xem không hiểu văn tự hiện tại biến vừa xem hiểu ngay cha cha bò phê hoàng phủ già dạ đang âm thầm mừng rỡ cùng ngay người ngải mễ kết nguyệt đưa tay quơ quơ trước mắt hắn này đang suy nghĩ gì vậy nghe được thanh âm ngải mễ kết nguyệt hoàng phủ già dạ phục hồi tinh thần lại mỉm cười nói không có gì vừa vặn đang suy nghĩ một ít chuyện mà thôi ta gọi là hoàng phủ già dạ, không biết mỹ nữ gọi là gì tôi tên là ngải mễ kết nguyệt cô cũng có thể gọi tôi là ami xin chỉ giáo nhiều xin chỉ giáo nhiều cái kia anh cũng là thành viên của chiến đội thú điện sao ngải mễ kết nguyệt hỏi không đợi hoàng phủ già dạ trả lời một trận gió lốc màu lam chợt xuất hiện bên cạnh bọn họ, một người ưng màu trắng xuất hiện. Người này đầu giống như chim, Hoàng Phủ Dạ cũng nhận ra. Hiền thần Tác Lâm, người tổ chức và ủng hộ cường long giả chiến đội thú điện. Đến thật không đúng lúc, anh còn muốn cùng Ami tiến hành trao đổi sâu hơn nữa. Thorin, sao cậu lại tới đây? Ngải mễ kết nguyệt tò mò nhìn Thorin đột nhiên xuất hiện. Hiền thần Tác Lâm, nàng tự nhiên cũng nhận ra, nàng sở dĩ có thể biến thành phấn cường long nguyên nhân lớn nhất chính là gặp hắn bởi vì ta giống như gặp đến từ khác thế giới dũng giả hiền thần thorin nhìn hoàng phủ dạ hỏi lực lượng của ngươi không thuộc về lực lượng của cường long giả ngươi có được là lực lượng gì vừa rồi hoàng phủ dạ chiến đấu hắn đều nhìn thấy hoàng phủ dạ cũng không có giấu giếm hồi đáp ta vừa mới dùng là lực lượng hào khoái của hải tặc chiến đội Hiền thần Thorin lặp lại một câu, những chiến đội khác sao, thoạt nhìn, tự hồ không phải chuyện xấu, có một việc, không biết ngươi có rõ hay không. Chuyện gì? Địa cầu hiện tại, đang đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Ừ, nguy cơ ngươi muốn nói, là vong lĩnh quân đi. Nguy cơ mà hiền thần Tác Lâm nói, Hoàng Phủ Dạ cũng đại khái rõ ràng, dù sao hắn cũng là người xem kịch. Đội quân tử thần là những kẻ xâm lược vũ trụ đã tuyệt chủng khủng long trước đây với ý định đưa trái đất trở lại thời kỳ băng hà và tiêu diệt tất cả các sinh vật trên trái đất. Bất quá hình như là bởi vì trái tim của thủ lĩnh Vong Lĩnh Quân sau khi bị đóng băng ngủ say, đến giờ này, Vong Lĩnh Quân lại muốn gây sự, hình như chính là chuyện như vậy. Hiền thần Thorin gật đầu, nói: "Đúng vậy, xem ra ngươi biết a, à, ta là Hiền thần Thorin." ta đang tìm kiếm có thể cùng diệt sạch nhân loại ác ma nhóm chiến đấu cường long giả vì chính là ứng đối lần này nguy cơ ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào lực lượng của ngươi có thể trợ giúp chúng ta đối phó những ác ma kia hiền thần tác lâm sở dĩ nói những lời này với hoàng phủ dạ là muốn kéo hắn nhập bọn vì ứng đối nguy cơ lần này lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt được rồi hoàng phủ dạ cũng không cự tuyệt điều này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Cùng người của Cường Long giả hành động, hình như cũng không tệ. Hiện tại lực lượng của hắn còn quá yếu, ở thế giới này hiển nhiên là không đủ nhìn, phải nghĩ biện pháp trở nên mạnh hơn mới được. Hoan nghênh ngươi, về sau chúng ta chính là đồng bọn. ngải mễ kết nguyệt cười vương tay về phía hoàng phủ dạ, hoàng phủ dạ vui vẻ nắm lấy. Tốt lắm, thực lực của chúng ta lại mạnh lên một phần, Ami, chiếu cố tốt đồng bạn mới, tôi còn có việc, đi trước. Dứt lời, hiền thần tác lâm hóa thành gió lốc màu lam biến mất không thấy. Hiện trường, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trai đẹp gái đẹp, không khí hiện trường thoáng cái trở nên có chút mập mờ. Bất quá, bầu không khí này, hắn thích. Coi như Thorin kia coi như thức thời. Hoàng phủ dạ, cái tên này, không giống người nơi này a à, ngải mễ kết nguyệt mở miệng trước. Ừm, bây giờ tôi đang đi du lịch thế giới một mình, vừa mới đến thành phố này sau đó đã gặp cô du lịch thế giới du lịch cái quỷ hắn là bị cưỡng ép xuyên qua tới làm sao tới đây hắn cũng không biết xui xẻo anh và em hẳn là không kém nhau bao nhiêu tuổi còn trẻ đã bắt đầu du lịch thế giới cũng thật có dũng khí a à. ngải mễ kết nguyệt khen ngợi dũng khí là có dũng khí cũng là thật ta hiện tại không có tiền cũng không có chỗ ở ngươi xem ngụ ý của hoàng phủ già rất rõ ràng anh biết ngải mễ kết nguyệt là một tiểu thương nhà giàu rất có tiền cái này xinh đẹp đùi nhất định phải ông lấy trước ngải mễ kết nguyệt uyển chuyển cười nói thật sự là vất vả cho anh rồi nếu như anh không ngại sau này anh cứ ở chỗ tôi đi thế nào vậy thì quấy rầy lúc này đương nhiên phải mặt dày lên cái gọi là da mặt không dày năng lực không đủ muốn đem muội ngoại trừ thực lực cứng rắn của bản thân, da mặt cũng phải đủ dày mới được a. À? Phi lưu tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. Chương không ba. Vong dẫn quân mục đích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến đội thế giới siêu cấp thắt lưng chương ba đi theo ta. Ngải mễ kết nguyệt mang theo hoàng phủ dạ rời đi, hai người vừa đi vừa trò chuyện, dần dần quen thuộc. Bắc cực. Dưới đáy biển, có một tòa thành lớn, trong một gian phòng trong tòa thành, đứng một quái nhân hình thù kỳ quái. Bách diện thần quan tạp áo tư, cán bộ cao cấp vong lĩnh quân, trước mắt là quan chỉ huy đại diện vong lĩnh quân. Trước mặt hắn, có ba cây cột, trên mỗi cây cột đều có một khuôn mặt xấu xí. Chúng ta vong lĩnh quân vượt qua ngàn năm, hoàn toàn sống lại thời điểm rốt cục muốn tới, ha ha ha. Sau khi cười to một phen, bách diện thần quan cao nhìn về phía cửa, hô một tiếng nói các ngươi đều tiến vào bốn quái nhân hình thái khác nhau từ cửa đi vào tạp áo tư đại nhân bách diện thần quan tạp áo tư nhìn kỹ bốn người một phen bốn người này đều là cán bộ cao cấp vong lĩnh quân quái nhân khuôn mặt như sư tử là cán bộ phái võ đấu kỵ binh phẫn nộ đo rô quái nhân màu lam mặt giống như chữ là chiến sĩ lực lượng kỵ binh bi ai ngã cổ long cả người đều là nữ quái nhân màu hồng nhạt yêu thương, là kỵ binh vui sướng. Gia lê lôi Còn có một tiểu quái nhân màu xanh lá cây đáng yêu, là bộ hạ trực thuộc gia lê lôi, mật thám vui vẻ. Nhạc khâu lạc Các vị, chúng ta vong lĩnh quân yên lặng ngàn năm, rốt cục đến đoạt lại chúng ta vinh dự thời điểm, hủy diệt viên tinh cầu này trên chi phối sinh mệnh thể, chính là sứ mệnh của chúng ta. Nhưng thay vì đóng băng trái tim và chìm vào giấc ngủ sâu, nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là thu thập cảm xúc của con người, thỏa mãn trái tim của người chết và hồi sinh anh ta. Bách diện thần quan tạp áo tư nhìn về phía bi ai kỵ binh ai giả long ra lệnh. Ai giả long ngươi tới trước. Ngay từ đầu chính là ta, thật là làm người ta thương cảm a. À. Bi ai kỵ binh ngã cổ lông đúng là khóc lên, nước mắt ào ào chảy xuống như không cần tiền. Đừng lề mề, nhanh lên. Đừng giận tôi, thật sự là kỵ binh a gia long đi tới một trong những cây cột có khuôn mặt xấu xí một tay đặt lên cây cột ánh sáng màu trắng sáng lên tạo thành một quái nhân màu trắng vong lăng thú vong lĩnh trong tế bào sinh ra do chúng chiến kỵ chạm đến cái kia ba cây cột chế tạo ra chế tạo ra một vong lăng thú về sau bi ai kỵ binh a gia long dẫn hắn bắt đầu xuất chinh mục đích thu thập nhân loại tình cảm trong thành phố hoàng phủ Dạ và ngải mễ kết nguyệt đang đi trên đường phố đột nhiên một đạo quang mang màu trắng bay qua đầu bọn họ. Đúng vậy. Chỉ thấy đạo quang mang kia chiếu vào vách tường một tòa cao ốc phía sau bọn họ, tòa cao ốc kia trong nháy mắt bị đóng băng, hàng khí bức người. Chuyện gì xảy ra? Ngải mễ kết nguyệt trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn tòa nhà bị đóng băng. Bùng! Tòa cao ốc kia ầm ầm vỡ vụn, vô số khối băng đá vụn rơi xuống mặt đất. Hoàng phủ dạ và ngải mễ kết nguyệt, ngay trong phạm vi bị đập. Đi mau. Hoàng phủ già dạ lập tức kéo tay ngải mễ kết nguyệt bỏ chạy, vừa chạy vừa ngắm đá vùng phía trên. Mát. Trận chiến này, giống như phim Âu Mỹ vậy. Lúc đang chạy, hoàng phủ già dạ lại liếc lên phía trên, một khối băng thạch hình người sắp đập vào bọn họ. Wow chấm ai, hoàng phủ già dạ thầm mắng một câu, đồng thời hội tụ lực lượng toàn thân, ông ngải mễ kết nguyệt ra sức nhảy về phía trước. Bùng băng thạch kia nện trên mặt đất ầm ầm vỡ vụn, cả tòa nhà hoàn toàn sụp đổ. Hoàng phủ dạ ông ngải mễ lăn vài vòng trên mặt đất, trên người hoàng phủ dạ bị trầy da nhiều chỗ. Bởi vì ông chặt, hơn nữa còn cố ý bảo vệ, ngải mễ kết nguyệt một chút chuyện cũng không có. Ngải mễ kết nguyệt ngoan ngoãn bị hoàng phủ dạ ôm, không dám động đậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô lớn như vậy, ngoại trừ cha anh được một người đàn ông ôm. Còn ông chặt như vậy cảm giác hai người đều muốn hòa làm một thể. Mùi vị trên người hắn, hảo hảo ngửi. Đây chính là cảm giác được bảo vệ sao? Loại cảm giác này, thật tốt. Nguy cơ vừa rồi, chẳng những không khiến ngại mễ kết nguyệt cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn khiến cô đắm chìm trong suy nghĩ của một cô gái khác. Em không sao chứ? Hoàng phủ dạ buông ngại mễ kết nguyệt ra, quan tâm một tiếng nói. Bởi vì thân thể bị trầy da, hoàng phủ dạ đau đến nhe răng trận mắt mẹ bán phê thật là đau à em không sao lời còn chưa nói xong ngải mễ kết nguyệt đã để ý đến thương thế của hoàng phủ dạ nàng một chút chuyện cũng không có nhưng hoàng phủ dạ lại bị trầy da nhiều chỗ khiến trong lòng nàng cảm động vết thương của ngươi không sao vết thương ngoài da mà thôi không có gì đáng ngại đau mặc dù là đau nhưng hoàng phủ dạ cũng không thèm để ý một ít trầy da nhỏ mà thôi đây cũng không phải là chuyện nhìn nụ cười trên mặt hoàng phủ dạ ngải mễ kết nguyệt không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng giờ khắc này trái tim của nàng bị xúc động ami cẩn thận là người vong lĩnh hoàng phủ dạ nhắc nhở một tiếng nhìn về phía xa vẻ mặt trở nên kiên nghị trên đường phố cách đó không xa một đám quái nhân đang tàn sát bừa bãi chung quanh ô ô ô thật khiến người ta thương cảm thành thì tốt như vậy bị ta phá hủy nhưng vì vong lĩnh đại nhân chút hy sinh này vẫn cần kỵ binh ai cổ long vừa khóc vừa nhìn mọi người kinh hoảng chạy trốn xung quanh mọi người cảm thấy hoảng sợ từng đạo quang mang màu lam từ thân thể bọn họ hình thành và bay ra bay về phương xa ánh sáng màu xanh là cảm xúc của con người hắn chính là muốn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi sau đó thu thập để cho vong lĩnh đại nhân sống lại chương 3, vong lĩnh quân mục đích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến đội thế giới siêu cấp thắt lưng chương 3 đi theo ta. Ngải mễ kết nguyệt mang theo hoàng phủ dạ rời đi, hai người vừa đi vừa trò chuyện, dần dần quen thuộc. Bắc cực. Dưới đáy biển, có một tòa thành lớn. Trong một gian phòng trong tòa thành, đứng một quái nhân hình thù kỳ quái. Bách diện thần quan tạp áo tư, cán bộ cao cấp vong lĩnh quân, trước mắt là quan chỉ huy đại diện vong lĩnh quân trước mặt hắn có ba cây cột trên mỗi cây cột đều có một khuôn mặt xấu xí chúng ta vong lĩnh quân vượt qua ngàn năm hoàn toàn sống lại thời điểm rốt cục muốn tới ha 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 sau khi cười to một phen bách diện thần quan cao nhìn về phía cửa hô một tiếng nói các ngươi đều tiến vào bốn quái nhân hình thái khác nhau từ cửa đi vào tạp áo tư đại nhân Bách diện thần quan tạp áo tư nhìn kỹ bốn người một phen. Bốn người này đều là cán bộ cao cấp vong lĩnh quân. Quái nhân khuôn mặt như sư tử, là cán bộ phái võ đấu, kỵ binh phẫn nộ. Đo rô. Quái nhân màu lam mặt giống như chữ, là chiến sĩ lực lượng, kỵ binh bi ai. Ngã cổ lông. Cả người đều là nữ quái nhân màu hồng nhạt yêu thương, là kỵ binh vui sướng. Gia lê lôi còn có một tiểu quái nhân màu xanh lá cây đáng yêu là bộ hạ trực thuộc gia lê lôi mật thám vui vẻ nhạc khâu lạc các vị chúng ta vong lĩnh quân yên lặng ngàn năm rốt cục đến đoạt lại chúng ta vinh dự thời điểm hủy diệt viên tinh cầu này trên chi phối sinh mệnh thể chính là sứ mệnh của chúng ta nhưng thay vì đóng băng trái tim và chìm vào giấc ngủ sâu nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là thu thập cảm xúc của con người thỏa mãn trái tim của người chết và hồi sinh anh ta Bách diện thần quan tạp áo tư nhìn về phía bi ai kỵ binh ai giả long ra lệnh. Ai giả long ngươi tới trước. Ngay từ đầu chính là ta, thật là làm người ta thương cảm a. À. Bi ai kỵ binh ngã cổ long đúng là khóc lên, nước mắt ào ào chảy xuống như không cần tiền. Đừng lề mề, nhanh lên. Đừng giận tôi, thật sự là. Kỵ binh ai gia long đi tới một trong những cây cột có khuôn mặt xấu xí, một tay đặt lên cây cột, ánh sáng màu trắng sáng lên, tạo thành một quái nhân màu trắng. Vòng lăng thú, vong lĩnh trong tế bào sinh ra, do chúng chiến kỵ chạm đến cái kia ba cây cột chế tạo ra. Chế tạo ra một vong lăng thú về sau, bi ai kỵ binh Ajalon dẫn hắn bắt đầu xuất chinh, mục đích thu thập nhân loại tình cảm. Trong thành phố, Hoàng Phủ Dạ và Ngải Mễ Kết Nguyệt đang đi trên đường phố, đột nhiên một đạo quang mang màu trắng bay qua đầu bọn họ. Đúng vậy chỉ thấy đạo quang mang kia chiếu vào vách tường một tòa cao ốc phía sau bọn họ, tòa cao ốc kia trong nháy mắt bị đóng băng, hàng khí bức người. Chuyện gì xảy ra? Ngải mễ kết nguyệt trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn tòa nhà bị đóng băng. Bùng! Tòa cao ốc kia ầm ầm vỡ vụn, vô số khối băng đá vụn rơi xuống mặt đất. Hoàng phủ dạ và ngải mễ kết nguyệt, ngay trong phạm vi bị đập. Đi mau! hoàng phủ già dạ lập tức kéo tay ngải mễ kết nguyệt bỏ chạy vừa chạy vừa ngắm đá vụn phía trên mát trận chiến này giống như phim âu mỹ vậy lúc đang chạy hoàng phủ già dạ lại liếc lên phía trên một khối băng thạch hình người sắp đập vào bọn họ wow chấm gi hoàng phủ già dạ thầm mắng một câu đồng thời hội tụ lực lượng toàn thân ông ngải mễ kết nguyệt ra sức nhảy về phía trước bum băng thạch kia nện trên mặt đất ầm ầm vỡ vụn cả tòa nhà hoàn toàn sụp đổ. Hoàng phủ dạ ông ngãi mễ lăn vài vòng trên mặt đất, trên người hoàng phủ dạ bị trầy da nhiều chỗ. Bởi vì ông chặt, hơn nữa còn cố ý bảo vệ, ngãi mễ kết nguyệt một chút chuyện cũng không có. Ngãi mễ kết nguyệt ngoan ngoãn bị hoàng phủ dạ ôm, không dám động đậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô lớn như vậy, ngoại trừ cha anh được một người đàn ông ôm. Còn ông chặt như vậy. Cảm giác hai người, đều muốn hòa làm một thể mùi vị trên người hắn hảo hảo ngửi đây chính là cảm giác được bảo vệ sao loại cảm giác này thật tốt nguy cơ vừa rồi chẳng những không khiến ngải mễ kết nguyệt cảm thấy sợ hãi ngược lại còn khiến cô đắm chìm trong suy nghĩ của một cô gái khác em không sao chứ hoàng phủ dạ buông ngải mễ kết nguyệt ra quan tâm một tiếng nói bởi vì thân thể bị trầy da hoàng phủ dạ đau đến nhe răng trợn mắt mẹ bán phê thật là đau à em không sao lời còn chưa nói xong ngải mễ kết nguyệt đã để ý đến thương thế của hoàng phủ dạ nàng một chút chuyện cũng không có nhưng hoàng phủ dạ lại bị trầy da nhiều chỗ khiến trong lòng nàng cảm động vết thương của ngươi không sao vết thương ngoài da mà thôi không có gì đáng ngại đau mặc dù là đau nhưng hoàng phủ dạ cũng không thèm để ý một ít trầy da nhỏ mà thôi đây cũng không phải là chuyện. Nhìn nụ cười trên mặt hoàng phủ dạ, ngải mễ kết nguyệt không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Giờ khắc này, trái tim của nàng bị xúc động. Ami, cẩn thận, là người vong lĩnh. Hoàng phủ dạ nhắc nhở một tiếng, nhìn về phía xa, vẻ mặt trở nên kiên nghị. Trên đường phố cách đó không xa, một đám quái nhân đang tàn sát bừa bãi chung quanh. Ô ô ô, thật khiến người ta thương cảm, thành thì tốt như vậy bị ta phá hủy nhưng vì vong lĩnh đại nhân chút hy sinh này vẫn cần kỵ binh ai cổ long vừa khóc vừa nhìn mọi người kinh hoảng chạy trốn xung quanh mọi người cảm thấy hoảng sợ từng đạo quan mang màu lam từ thân thể bọn họ hình thành và bay ra bay về phương xa ánh sáng màu xanh là cảm xúc của con người hắn chính là muốn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi sau đó thu thập để cho vong lĩnh đại nhân sống lại đọc sách ba việt sưu tầm, thêm khen thưởng. Chương 04 Di đùn sen tai cường long giả, tập kết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến đội thế giới siêu cấp thắt lưng chương 4, ngươi còn có thể chiến đấu sao, nay. ngải mễ kết nguyệt ôn nhu nói với Hoàng Phủ Dạ. Đêm, là tên hiện tại của cô đối với anh. Thoáng cái, trở nên thân cận hơn rất nhiều. Đối với cách xưng hô này, Hoàng Phủ Dạ cũng có chút hài lòng đương nhiên là một nam nhân có trách nhiệm ta cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống hoàng phủ già dạ tự tin cười một tiếng đai lưng siêu cấp trống rỗng xuất hiện ở bên hông lại rút ra một tấm thẻ ý bảo một chút lại lật ngược cắm vào trong đai lưng biến thân hoàng phủ già dạ đẩy hai tay hào quang màu đỏ sáng lên áo giáp trống rỗng trang bị trên người hắn hào khoái giả hào mau hồng sau khi biến thân hoàng phủ dạ lại lấy ra một tấm thẻ đánh lên thắt lưng. Súng lục hào khoái. Một khẩu súng lục xuất hiện trong tay, hoàng phủ dạ bước nhanh về phía quái nhân. Nhìn bóng lưng hoàng phủ dạ, ngải mễ kết nguyệt cười thâm ý. Người đàn ông này, nụ cười tự tin vừa rồi, thật có mị lực. Không nghĩ nhiều nữa, ngải mễ kết nguyệt biến thành phan cường long, đuổi kịp bước chân của hoàng phủ dạ. Hả? kỵ binh ai cổ long bi ai chú ý tới hai chiến sĩ chiến đội siêu cấp xuất hiện là cường long giả sao vong lăng thú rừng rừng tiêu diệt bọn họ vâng vong lăng thú dẫn một loại tạp binh hướng hoàng phủ dạ hai người vọt tới hai nhóm người giao nhau một hồi hỗn chiến triển khai ngoại trừ vong lăng thú chiến lực không tệ còn lại tạp binh hoàng phủ dạ đều không có để vào mắt cái vong lăng thú này hắn cũng đã gặp qua tòa nhà bị đóng băng vừa rồi nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn làm phải chú ý một chút năng lực đóng băng của hắn nếu không lật xe ở chỗ này liền dê dê hào khoái mã đao một thanh đao xuất hiện ở trong tay hoàng phủ dạ hoàng phủ dạ tay trái cầm thương tay phải cầm đao giống như chiến thần ở trong một đám tạp binh dết loạn tạp binh một cái tiếp theo một cái nổ tung lúc chiến đấu tiến vào gây cấn bốn gã chiến sĩ cường long giả khác lần lượt xuất hiện, gia nhập vào trong chiến cuộc. Lợi sĩ dũng giả cường long hồng Cường long hồng chém nổ một tạp binh đồng thời còn bày ra một tư thế. Đạn dũng giả cường long hắc Chiến khải dũng giả cường long lam Trạm kích dũng giả cường long lục Phấn cường long dũng giả sừng Dũng mạnh mạnh nhất trong lịch sử Chiến đội thú điện Cường long giả năm người ăn ý vừa chiến đấu vừa hô lên hoàng phủ dạ nghe xong đều nở nụ cười đây chính là cường long giả chiến đội thú điện sao yêu và yêu theo cường long giả gia nhập hoàng phủ dạ áp lực giảm mạnh lập tức hắn trực tiếp buông tha một đám tạp binh thẳng lấy vòng lăng thú nhân loại muốn chết vòng lăng thú há to miệng một đạo quan mang màu trắng bắn ra hoàng phủ dạ nghiêng người tránh thoát quan mang màu trắng kia bắn ở trên một tòa nhà trực tiếp đóng băng tòa nhà kia. Năng lực đóng băng thật mạnh. Hoàng phủ dạ tay trái nâng lên, liên tiếp bóp cò súng, mấy phát đạn từ hào khoái súng lục bắn ra, trực tiếp đánh vào vong lăng thú trong miệng. Ngô ngô. Vong lăng thú đau đớn hô vài tiếng, che miệng lui về phía sau vài bước. Hoàng phủ dạ lấn người tiến lên, một đao bổ ở trên người của hắn, hỏa tinh bắn loạn, trực tiếp đem hắn chém lui về phía sau vài bước. Một kích đắc thủ hoàng phủ dạ vội vàng tiếp nhận thế công một bên nổ súng bắn một bên vung đao chém đánh cho vòng lăng thú liên tục lui về phía sau ngay cả đường sống đánh trả cũng không có vòng lăng thú của ta kỵ binh ai gia long che mặt rầm rầm khóc lên final way đòn cuối cùng hào khoái mã đao sáng lên hào quang màu đỏ hoàng phủ dạ một đao bổ xuống trực tiếp đem vòng lăng thú chém nổ Bùng. vòng lăng thú ầm ầm nổ tung Bị nổ chính là cặn bã cũng không còn. Thành công chém vết đóng băng hệ vong lăng thú, đạt được năng lực tạp. Đóng băng. Theo thanh âm của hệ thống vang lên, một tấm thẻ trắng xuất hiện trong tay Hoàng phủ Dạ. Khả năng đóng băng. Hoàng phủ Dạ nhìn thoáng qua tấm thẻ trong tay tản ra vẻ lạnh lẽo. Khả năng này, không tệ nha. Vừa rồi cái kia vong lăng thú, liền tùy tiện như vậy phun một cái liền có thể đem một tòa cao ốc cho đông lạnh tan nát. Có thể thấy được năng lực đóng băng này có bao nhiêu trâu bò. Thật lợi hại, đáng giận đáng giận đáng giận. Bi ai kỳ binh ai cổ long khóc càng lợi hại. Nhưng là vong lăng thú bị diệt, hắn lựa chọn rút lui, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Còn lại một ít tạp binh không nhấc lên nổi sóng gió gì, toàn bộ bị cường long giả chém giết không còn. Sau đó, năm cường long giả và một cường khoái giả tập hợp lại. Đối với thân phận của Hoàng Phủ Giả, ngoài trường ngải mễ kết nguyệt, bốn người còn lại đều mơ hồ. Cường long giả không phải chỉ có năm người sao? Sao lại có hai màu đỏ? Bởi vì ta không phải cường long giả. Hoàng Phủ Giả vén đai lưng, tấm thẻ bắn ra, áo giáp trên người hắn biến mất. Chờ một chút, chờ một chút. Thấy Hoàng Phủ Giả giải trừ biến thân, Cường Long Lục vội vàng đưa tay ngăn lại nói: "Có thể không nhìn thấy bộ mặt thật sao, ta muốn duy trì quan hệ đối tác trong chiến đấu." Cường Long hắc phụ họa: "Tôi cũng tán thành, thời gian riêng tư rất quan trọng." Hoàng phủ Dạ cười nói: "Tùy các ngươi, các ngươi không muốn giải trừ biến thân thì không giải trừ." Bất quá, không nhìn bộ mặt thật liền cho rằng hắn không biết sao? Hắn là người hiểu rõ thế giới này. Hắc hắc cái này bọn họ không nghĩ tới đi vậy là được cường long lục thở phào nhẹ nhõm cường long hồng trực tiếp giải trừ biến thân một nam tử trẻ tuổi áo đỏ xuất hiện tươi cười tràn đầy tự tin nói chúng ta là đồng bọn quen biết một chút vẫn là rất cần thiết ta là đồng sinh đại cổ nickname là kiên không cần khách khí như vậy các ngươi cứ gọi ta như vậy đi mới không cần mấy người trăm miệng một lời nói đồng sinh đại cổ nhất thời có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nhìn Hoàng Phủ Dạ nói sang chuyện khác. Người nói ngươi không phải Cường Long Giả, là chuyện gì xảy ra a? À? Chương 4 Thú Điện Chiến Đội Cường Long Người, Tập Kết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chiến đội thế giới siêu cấp thắt lưng chương 4, ngươi còn có thể chiến đấu sao, nay? ngải mễ kết nguyệt ôn nhu nói với Hoàng Phủ Dạ Đêm, là tên hiện tại của cô đối với anh Thoáng cái, trở nên thân cận hơn rất nhiều. Đối với cách xưng hô này, hoàng phủ dạ cũng có chút hài lòng. Đương nhiên, là một nam nhân có trách nhiệm, ta cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hoàng phủ dạ tự tin cười một tiếng, đai lưng siêu cấp trống rỗng xuất hiện ở bên hông, lại rút ra một tấm thẻ ý bảo một chút, lại lật ngược, cắm vào trong đai lưng. Biến thân. Hoàng phủ dạ đẩy hai tay, hào quang màu đỏ sáng lên, áo giáp trống rỗng trang bị trên người hắn hào khoái giả hào mau hồng sau khi biến thân hoàng phủ dạ lại lấy ra một tấm thẻ đánh lên thắt lưng súng lục hào khoái một khẩu súng lục xuất hiện trong tay hoàng phủ dạ bước nhanh về phía quái nhân nhìn bóng lưng hoàng phủ dạ ngải mễ kết nguyệt cười thâm ý người đàn ông này nụ cười tự tin vừa rồi thật có mị lực không nghĩ nhiều nữa ngải mễ kết nguyệt biến thành phan cường long đuổi kịp bước chân của hoàng phủ dạ hả? Kỳ binh ai cổ long bi ai chú ý tới hai chiến sĩ chiến đội siêu cấp xuất hiện? Là cường long giả sao, vong lăng thú, rừng rừng tiêu diệt bọn họ? Vâng. Vong lăng thú dẫn một loại tạp binh hướng hoàng phủ dạ hai người vọt tới, hai nhóm người giao nhau, một hồi hỗn chiến triển khai. Ngoại trừ vong lăng thú chiến lực không tệ, còn lại tạp binh, hoàng phủ dạ đều không có để vào mắt. Cái vong lăng thú này, hắn cũng đã gặp qua tòa nhà bị đóng băng vừa rồi nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn làm phải chú ý một chút năng lực đóng băng của hắn nếu không lật xe ở chỗ này liền dê dê hào khoái mã đao một thanh đao xuất hiện ở trong tay hoàng phủ dạ hoàng phủ dạ tay trái cầm thương tay phải cầm đao giống như chiến thần ở trong một đám tạp binh dết loạn tạp binh một cái tiếp theo một cái nổ tung lúc chiến đấu tiến vào gây cấn bốn gã chiến sĩ cường long giả khác lần lượt xuất hiện, gia nhập vào trong chiến cuộc. Lợi sĩ dũng giả cường long hồng. Cường long hồng chém nổ một tạp binh đồng thời còn bày ra một tư thế. Đạn dũng giả cường long hắc. Chiến khải dũng giả cường long lam. Trạm kích dũng giả cường long lục. Phấn cường long dũng giả sừng. Dũng mạnh mạnh nhất trong lịch sử. Chiến đội thú điện. Cường long giả năm người ăn ý vừa chiến đấu vừa hô lên. Hoàng phủ dạ nghe xong đều nở nụ cười. Đây chính là cường long giả chiến đội thú điện sao? Yêu và yêu. Theo cường long giả gia nhập, hoàng phủ dạ áp lực giảm mạnh, lập tức hắn trực tiếp buông tha một đám tạp binh, thẳng lấy vòng lăng thú. Nhân loại, muốn chết. Vòng lăng thú há to miệng, một đạo quan mang màu trắng bắn ra, hoàng phủ dạ nghiêng người tránh thoát, quan mang màu trắng kia bắn ở trên một tòa nhà, trực tiếp đóng băng tòa nhà kia. Năng lực đóng băng thật mạnh. Hoàng phủ dạ tay trái nâng lên, liên tiếp bóp cò súng, mấy phát đạn từ hào khoái súng lục bắn ra, trực tiếp đánh vào vong lăng thú trong miệng. Ngô ngô. Vong lăng thú đau đớn hô vài tiếng, che miệng lui về phía sau vài bước. Hoàng phủ dạ lấn người tiến lên, một đao bổ ở trên người của hắn, hỏa tinh bắn loạn, trực tiếp đem hắn chém lui về phía sau vài bước. Một kích đắc thủ hoàng phủ dạ vội vàng tiếp nhận thế công một bên nổ súng bắn một bên vung đao chém đánh cho vòng lăng thú liên tục lui về phía sau ngay cả đường sống đánh trả cũng không có vòng lăng thú của ta kỵ binh ai gia long che mặt rầm rầm khóc lên final quay, đòn cuối cùng hào khoái mã đao sáng lên hào quang màu đỏ hoàng phủ dạ một đao bổ xuống trực tiếp đem vòng lăng thú chém nổ Bung. vòng lăng thú ầm ầm nổ tung bị nổ chính là cặn bã cũng không còn. Thành công chém vết đóng băng hệ vong lăng thú, đạt được năng lực tạp. Đóng băng. Theo thanh âm của hệ thống vang lên, một tấm thẻ trắng xuất hiện trong tay Hoàng Phủ Dạ. Khả năng đóng băng. Hoàng Phủ Dạ nhìn thoáng qua tấm thẻ trong tay tản ra vẻ lạnh lẽo. Khả năng này, không tệ nha. Vừa rồi cái kia vong lăng thú, liền tùy tiện như vậy phun một cái, liền có thể đem một tòa cao ốc cho đông lạnh tan nát. Có thể thấy được năng lực đóng băng này có bao nhiêu trâu bò. Thật lợi hại, đáng giận đáng giận đáng giận. Bi ai kỳ binh ai cổ long khóc càng lợi hại. Nhưng là vong lăng thú bị diệt, hắn lựa chọn rút lui, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Còn lại một ít tạp binh không nhấc lên nổi sóng gió gì, toàn bộ bị cường long giả chém giết không còn. Sau đó, năm cường long giả và một cường khoái giả tập hợp lại. Đối với thân phận của hoàng phủ giả, ngoài trường ngải mễ kết nguyệt, bốn người còn lại đều mơ hồ. Cường long giả không phải chỉ có năm người sao? Sao lại có hai màu đỏ? Bởi vì ta không phải cường long giả. Hoàng phủ giả vén đai lưng, tấm thẻ bắn ra, áo giáp trên người hắn biến mất. Chờ một chút, chờ một chút. Thấy hoàng phủ giả giải trừ biến thân. Cường Long Lục vội vàng đưa tay ngăn lại nói. Có thể không nhìn thấy bộ mặt thật sao, ta muốn duy trì quan hệ đối tác trong chiến đấu. Cường Long hắc phụ họa. Tôi cũng tán thành, thời gian riêng tư rất quan trọng. Hoàng Phủ Dạ cười nói. Tùy các ngươi, các ngươi không muốn giải trừ biến thân thì không giải trừ. Bất quá, không nhìn bộ mặt thật liền cho rằng hắn không biết sao. Hắn là người hiểu rõ thế giới này. Hắc hắc, cái này bọn họ không nghĩ tới đi vậy là được cường long lục thở phào nhẹ nhõm cường long hồng trực tiếp giải trừ biến thân một nam tử trẻ tuổi áo đỏ xuất hiện tươi cười tràn đầy tự tin nói chúng ta là đồng bọn quen biết một chút vẫn là rất cần thiết ta là đồng sinh đại cổ nickname là kiên không cần khách khí như vậy các ngươi cứ gọi ta như vậy đi mới không cần mấy người trăm miệng một lời nói đồng sinh đại cổ nhất thời có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nhìn Hoàng Phủ Dạ nói sang chuyện khác. Ngươi nói ngươi không phải cường long giả, là chuyện gì xảy ra a? À? Đọc sách ba việc. Đọc, sưu tầm, thêm khen thưởng. Chương không năm. Vào ở Ami nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến đội thế giới siêu cấp thắt lưng chương năm nghe được vấn đề đồng sinh đại cổ này, ngải mễ kết nguyệt giải thích với bọn họ một phen, mấy người cũng hiểu được thì ra ngoại trừ chiến đội thú điện, còn có những chiến đội khác. Hải tặc chiến đội hào khoái giả, lần đầu tiên nghe nói đây. Nếu là đồng bọn thì không có gì phải lo lắng, như vậy cáo từ các vị, lần sau gặp trên chiến trường. Cường Long hát phất phất tay, xoay người rời đi. Cường Long lục, Cường Long lam và đồng sinh đại cổ cũng rời đi. Đợi sau khi bọn họ đi hết, ngải mễ kết nguyệt mới giải trừ biến thân. Nếu bọn họ đều nguyện ý tiết lộ bộ mặt thật, vậy nàng cũng không ngại tạm thời bảo trì một chút thần bí. Trước cửa một tòa biệt thự. Một lão quản gia mặc chính phục màu đen lo lắng đi tới trước cửa. Sao cô Ami vẫn chưa về? Biệt thự này chính là nhà ngải mễ kết nguyệt. Mà ông lão này là quản gia của nàng. Một nữ bộc trẻ tuổi mặc trang phục hầu gái đi về phía hắn, không cần quá lo lắng, Ami tiểu thư nhất định sẽ bình an trở về ngải mễ kết nguyệt ra ngoài sống cũng không phải chuyện ngày một ngày hai cô cũng đã quen rồi không lo lắng thì có quỷ hiện tại không giống trước kia ngươi nhìn xem tin tức trực tiếp hiện tại bên ngoài có quái nhân qua lại a à? điều này sao có thể làm cho hắn không lo lắng a à? nhìn xem là ami tiểu thư nữ bộc bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng hưng phấn nói lão quản gia theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại xa xa một nam một nữ đang vui vẻ nói chuyện phím, đi về phía bọn họ. Người phụ nữ đó, không phải cô Ami thì là ai? Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình an trở về. Bất quá, nam sinh kia là ai vậy? Ami, cô đưa con trai về nhà à? Đây là lần đầu tiên à? Lão quản gia không khỏi lại sinh vài phần lo lắng. Ami tiểu thư vừa mới trưởng thành, cũng không nên bị người khác lừa a. À? quản gia vội vàng bước nhanh ra đón, khẩn trương nói. Tiểu thư Ami, xem như cô đã về rồi, làm tôi lo lắng muốn chết. Có cái gì phải lo lắng, ta cũng không phải tiểu hài tử. Ngải mễ kết nguyệt thu hồi nụ cười vui vẻ vừa mới cùng hoàng phủ dạ nói chuyện phím, khí chất trong nháy mắt trở nên cao quý, có một loại cảm giác có thể nhìn từ xa không thể khinh nhận. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, quản gia nhìn về phía người đàn ông đẹp trai đứng bên cạnh Ami Tiểu Thư, Ami Tiểu Thư, vị này là. Hắn là bằng hữu của ta, hoàng phủ dạ, hắn tạm thời ở chỗ ta, ngươi đi an bài một gian phòng khách tốt nhất. Bạn bè. Bạn trai. Lão quản gia không khỏi hỏi thêm một câu. Cậu hỏi lung tung cái gì, bạn bè chính là bạn bè, cậu mau đi sắp xếp đi. Vâng lão quản gia không khỏi nhìn kỹ hoàng phủ dạ vài lần rồi xoay người rời đi ai cô ami cuối cùng cũng trưởng thành rồi bắt đầu có bạn trai bất quá làm quản gia lâu năm của ami tiểu thư hắn nhất định phải kiểm định nếu như nam nhân này không tốt hắn nhất định sẽ khuyên ly dưới sự sắp xếp của ngải mễ kết nguyệt hoàng phủ dạ dàn xếp ổn thỏa ở nhà cô thiên kim tiểu thư chính là thiên kim tiểu thư an bài cho hắn là cấp bậc cao nhất còn an bại một nữ bộc cung cấp cho hắn sai khiến, giúp hắn quét dọn vệ sinh bưng trà trót nước gì gì đó. Vật tư sinh hoạt gì gì đó, thoáng cái đều phân phối đầy đủ cho hắn, quần áo thoáng cái chuẩn bị cho hắn hơn 10 bộ, để hắn giặt thay. Loại đãi ngộ này, làm cho hắn cảm nhận được cảm giác được bao dưỡng. Nếu như ở nguyên lai thế giới, có thể gặp được như vậy một cái phú bà, vậy thì thật sự thoải mái a. À? Bỗng nhiên nhớ tới một câu nói. Gì à, con không muốn cố gắng nữa sau đó liền giống như cá muối mất đi mộng tưởng bắt đầu hưởng thụ cuộc sống mang đến tốt đẹp loại cuộc sống này ngẫm lại liền thoải mái bất quá ngẫm lại coi như xong ở thế giới này nếu không chú ý một chút chết như thế nào cũng không biết ngày hôm sau ăn xong bữa sáng ngải mễ kết nguyệt mang theo hoàng phủ dạ rời khỏi nhà nhìn bóng lưng bọn họ rời đi lão quản gia vẻ mặt phiền muộn chàng trai trẻ đây là đi hẹn hò a à? mấy người hầu gái tiến lại gần hỏi quản gia anh chàng đẹp trai kia là ai vậy không phải là bạn trai của cô ami đấy chứ đã mang về nhà rồi không phải bạn trai thì còn là ai nữa một người hầu gái nói tiếp a nhà ami tiểu thư cương nhiên có bạn trai a à? ánh mắt thật tốt đâu lại đẹp trai dáng người lại tốt quản gia cắt ngang đi đi các cậu đoán mò cái gì vậy đó chỉ là bạn bình thường của ami tiểu thư biết không bạn bình thường những từ quan trọng cần lặp lại nhiều lần bạn bè bình thường không thể nào hai người bọn họ vừa nhìn là xứng rồi hơn nữa giữa nam nữ nào có tình hữu nghị thuần khiết nào có a à, càng xấu càng thuần khiết bất quá chúng ta ami tiểu thư xinh đẹp như vậy hi hì lão giả quản gia ngắt lời nói được rồi được rồi các ngươi đừng đoán mò trở về bận rộn đi, đi đi đi. Trên đường. Sau lưng quản gia và người hầu đoán mò, hoàng phủ dạ và ngải mễ kết nguyệt đương nhiên là không biết. Anh đưa em đi đâu, Ami? Dẫn ngươi đi căn cứ cường long giả, Thorin báo cho ta dẫn ngươi đi tìm hiểu một chút. Căn cứ của cường long giả. Nơi đó, hoàng phủ dạ biết là biết, nhưng hắn thật đúng là không biết phải đi qua như thế nào. Lúc xem kịch, đó đều là trực tiếp xuyên qua không gian. Chương 5 vào ở Amin nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến đội thế giới siêu cấp thắt lưng chương 5 nghe được vấn đề đồng sinh đại cổ này, ngải mễ kết nguyệt giải thích với bọn họ một phen, mấy người cũng hiểu được. Thì ra ngoại trừ chiến đội thú điện, còn có những chiến đội khác. Hải tặc chiến đội hào khoái giả, lần đầu tiên nghe nói đây. Nếu là đồng bọn thì không có gì phải lo lắng, như vậy cáo từ các vị, lần sau gặp trên chiến trường cường long hát phất phất tay xoay người rời đi cường long lục cường long lam và đồng sinh đại cổ cũng rời đi đợi sau khi bọn họ đi hết Ngải mễ kết nguyệt mới giải trừ biến thân nếu bọn họ đều nguyện ý tiết lộ bộ mặt thật vậy nàng cũng không ngại tạm thời bảo trì một chút thần bí trước cửa một tòa biệt thự một lão quản gia mặt chính phục màu đen lo lắng đi tới trước cửa sao cô Ami vẫn chưa về? Biệt thự này chính là nhà ngải mễ kết nguyệt. Mà ông lão này là quản gia của nàng. Một nữ bộc trẻ tuổi mặc trang phục hầu gái đi về phía hắn, không cần quá lo lắng, Ami tiểu thư nhất định sẽ bình an trở về. Ngải mễ kết nguyệt ra ngoài sống, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Cô cũng đã quen rồi. Không lo lắng thì có quỷ, hiện tại không giống trước kia, ngươi nhìn xem tin tức trực tiếp, hiện tại bên ngoài có quái nhân qua lại a à? điều này sao có thể làm cho hắn không lo lắng a à? nhìn xem là ami tiểu thư nữ bộc bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng hưng phấn nói lão quản gia theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại xa xa một nam một nữ đang vui vẻ nói chuyện phím đi về phía bọn họ người phụ nữ đó không phải cô ami thì là ai lão quản gia thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng bình an trở về bất quá nam sinh kia là ai vậy? ami, cô đưa con trai về nhà à? đây là lần đầu tiên a. À? lão quản gia không khỏi lại sinh vài phần lo lắng. ami tiểu thư vừa mới trưởng thành, cũng không nên bị người khác lừa a. À? quản gia vội vàng bước nhanh ra đón, khẩn trương nói: tiểu thư ami, xem như cô đã về rồi, làm tôi lo lắng muốn chết. có cái gì phải lo lắng, ta cũng không phải tiểu hài tử ngải mễ kết nguyệt thu hồi nụ cười vui vẻ vừa mới cùng hoàng phủ dạ nói chuyện phím, khí chất trong nháy mắt trở nên cao quý có một loại cảm giác có thể nhìn từ xa không thể khinh nhận. không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi quản gia nhìn về phía người đàn ông đẹp trai đứng bên cạnh ami tiểu thư ami tiểu thư vị này là hắn là bằng hữu của ta hoàng phủ dạ hắn tạm thời ở chỗ ta ngươi đi an bài một gian phòng khách tốt nhất bạn bè bạn trai lão quản gia không khỏi hỏi thêm một câu cậu hỏi lung tung cái gì bạn bè chính là bạn bè cậu mau đi sắp xếp đi vâng lão quản gia không khỏi nhìn kỹ hoàng phủ dạ vài lần rồi xoay người rời đi ai cô ami cuối cùng cũng trưởng thành rồi bắt đầu có bạn trai bất quá làm quản gia lâu năm của ami tiểu thư hắn nhất định phải kiểm định nếu như nam nhân này không tốt hắn nhất định sẽ khuyên ly dưới sự sắp xếp của ngải mễ kết nguyệt, hoàng phủ dạ dàng xếp ổn thỏa ở nhà cô. Thiên kim tiểu thư chính là thiên kim tiểu thư, an bài cho hắn là cấp bậc cao nhất, còn an bài một nữ bộc cung cấp cho hắn sai khiến, giúp hắn quét dọn vệ sinh bưng trà rót nước gì gì đó. Vật tư sinh hoạt gì gì đó, thoáng cái đều phân phối đầy đủ cho hắn, quần áo thoáng cái chuẩn bị cho hắn hơn 10 bộ, để hắn giặt thay. Loại đãi ngộ này, làm cho hắn cảm nhận được cảm giác được bao dưỡng. Nếu như ở nguyên lai thế giới, có thể gặp được như vậy một cái phú bà, vậy thì thật sự thoải mái a. À? Bỗng nhiên nhớ tới một câu nói. "Dì à, con không muốn cố gắng nữa." Sau đó, liền giống như cá muối mất đi mộng tưởng, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống mang đến tốt đẹp. Loại cuộc sống này, ngẫm lại liền thoải mái. Bất quá, ngẫm lại coi như xong. Ở thế giới này, nếu không chú ý một chút, chết như thế nào cũng không biết ngày hôm sau ăn xong bữa sáng ngải mễ kết nguyệt mang theo hoàng phủ dạ rời khỏi nhà nhìn bóng lưng bọn họ rời đi lão quản gia vẻ mặt phiền muộn chàng trai trẻ đây là đi hẹn hò a à? mấy người hầu gái tiến lại gần hỏi quản gia anh chàng đẹp trai kia là ai vậy không phải là bạn trai của cô ami đấy chứ đã mang về nhà rồi không phải bạn trai thì còn là ai nữa một người hầu gái nói tiếp A à nhà, Ami Tiểu Thư cương nhiên có bạn trai A, ánh mắt thật tốt đâu, lại đẹp trai dáng người lại tốt. Quản gia cắt ngang. Đi đi, các cậu đoán mò cái gì vậy, đó chỉ là bạn bình thường của Ami Tiểu Thư, biết không, bạn bình thường. Những từ quan trọng cần lặp lại nhiều lần. Bạn bè bình thường. Không thể nào. Hai người bọn họ vừa nhìn là xứng rồi, hơn nữa, giữa nam nữ, nào có tình hữu nghị thuần khiết nào. Có A càng xấu càng thuần khiết, bất quá chúng ta Ami tiểu thư xinh đẹp như vậy, hi hi. Lão giả quản gia ngắt lời nói. Được rồi được rồi, các ngươi đừng đoán mò, trở về bận rộn đi, đi đi đi. Trên đường. Sau lưng quản gia và người hầu đoán mò, hoàng phủ dạ và ngải mễ kết nguyệt đương nhiên là không biết. Anh đưa em đi đâu, Ami? Dẫn ngươi đi căn cứ cường long giả, Thorin báo cho ta dẫn ngươi đi tìm hiểu một chút. Căn cứ của Cường Long giả. Nơi đó, Hoàng phủ giả biết là biết, nhưng hắn thật đúng là không biết phải đi qua như thế nào. Lúc xem kịch, đó đều là trực tiếp xuyên qua không gian. Đọc sách ba việc. Đọc, sưu tầm, thêm khen thưởng.